Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và video hôm nay lại là quay về chuyên mục unboxing. Và mùa này thì đương nhiên chỉ có đặt đồ ngủ được thôi mọi người. Đặt quần áo mình thấy rất là phi phạm. Và video unboxing đợt này thì vẫn là quần áo nha mọi người. Và cái đợt quần áo này thì mình đặt ở trên trang web có tên là Zepful. Zepful là một trang thương mại điện tử chuyên bán về quần áo nhưng mà có phong cách kiểu theo US UK á mọi người. Cái kiện hàng đợt này thì mình đã đặt từ hồi trước khi bùng dịch rồi, nhưng mà đến tận bây giờ nó mới về hàng luôn, cho nên là mới có video unboxing cho mọi người. Ok, và không để mọi người chờ nữa, cùng bắt đầu video nào. Và đây là cái kiện hàng cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mình sẽ unboxing trong video này. Và nói rõ hơn một xíu về cái trang web Zepful này thì mình thấy cái giao diện của nó khá là dễ mua mọi người. Nó chia ra từng mục rất là dễ lựa. Nhưng mà một điểm là bởi vì nó mang cái phong cách Âu Mỹ á, cho nên là những bạn mà có phong cách cute bánh bèo giống như mình thì sẽ hơi khó lựa một xíu. Cho nên là trong video này mình cũng lựa được kha khá bộ theo ý của mình thích thôi. Và Zepful thì có ship toàn cầu, và để mua hàng được ở trên Zepful thì mọi người cần có một cái thẻ Visa hoặc là Mastercard để mà mình thanh toán trước. Sau đó mình sẽ cho địa chỉ rồi họ sẽ tự ship về nhà của mình. Và sau khi xem xong video này, nếu mà mọi người có hứng thú về những cái outfit của ngày hôm nay thì mình có mã ưu đãi cho mọi người nha. Mọi người chỉ cần nhập cái code ở dưới này là sẽ giảm được 18%. Nên là ok, mình bắt đầu video thôi nhé. Đây là một cái gói hàng khi mà được ship từ nước ngoài về. Và hiếm khi lắm mình mua đồ mới có một cái gói zip nó chắc chắn như thế này. Hầu hết là toàn những cái bịch như thế này, và mình phải xé tay thôi á mọi người. Đầu tiên mình có một chiếc váy dây có màu tông màu kiểu xanh min, và nó có chất liệu vải là vải linen nha mọi người. Vải linen nó chỉ có một lớp thôi cho nên là mình thấy nó khá là mỏng. Cái đầm này thì nó có cái kiểu khá là basic nha mọi người. Nó có cái kiểu form chữ A, và ở đằng trước ngực á, thì nó sẽ cúp ngực và nó hơi nhún một xíu. Cái dây của nó cũng là cái dây nó có cái bảng vừa vừa như thế này, không có phải là dây mảnh. Và đối với chiếc váy này, ưu điểm của linen là mặc thoáng mát, nhưng mà nhược điểm là rất là dễ nhăn. Nếu mà mọi người giặt xong á, thì đương nhiên nó sẽ nhăn riết lại và cần phải ủi rất là kỹ. Và tiếp theo, ở đây mình có một chiếc jumpsuit cũng có chất liệu vải linen luôn. Cái lúc mà mình xem hình á, thì mình không nghĩ á, là nó là chất liệu vải linen, nhưng mà thấy là hơi mỏng nha mọi người. Theo mình nghĩ thì do thời tiết ở bên nước ngoài và những mùa nóng á, thì nóng hơn Việt Nam mình rất là nhiều, cho nên là họ mới thường hay mặc những cái chất liệu vải linen này để cho nó thoáng mát nhất á. Còn cá nhân mình thì mình thấy kiểu nửa thích nửa không á mọi người. Nửa thích là bởi vì nó thoáng mát đẹp đi, nhưng mà không là không thích ủi. Và ok, quay lại về chiếc jumpsuit ngày hôm nay nha. Jumpsuit là một món đồ kiểu như rất là dễ mặc á mọi người. Chỉ cần sọt vào một cái là có cả áo, có cả quần và không cần suy nghĩ gì hết. Thì cái jumpsuit này ở đây nó sẽ không có tay. Và điểm cộng nha, nó có cái độn vai. Nên là bạn nào mà nếu mà có cái phần vai không có được mảnh khảnh, không có được vuông góc á, thì những cái độn vai như thế này nó là điểm cộng rất là lớn, làm cho mình gầy hơn rất là nhiều. Và đây là một cái jumpsuit mình thấy nó kiểu basic thôi, khá là dễ mặc. Và tiếp theo mình có một chiếc váy hơi kiểu baby doll một xíu. Nhưng mà nó baby doll cũng không phải, tại vì nó có cái vùng nhấn eo là bằng thun nha mọi người. Cái váy này thì nói chung là kiểu dáng rất là đơn giản, dễ thương, dễ mặc á. Nó sẽ có phần cúp ngực, nhún ngực và có cái phần tay phồng. Theo mình thấy thì nó vẫn có chỉ thừa nha. Nhưng mà đối với cá nhân mình, nếu mà unbox đến cái đầm thứ ba này rồi á, thì mình thấy cái chất lượng với lại cái giá tiền nó hơi chênh lệch một xíu nha mọi người. Tại vì cái lúc mà mình order thì theo mình nhớ thì nó cũng không có được rẻ lắm đâu. Cái mà mắc nhất thì cũng phải là 20 đô rồi. Cho nên là nếu mà bạn nào mà thích phong cách Âu Mỹ thì mình nghĩ đặt ở trên Zepful được. Ok, và món tiếp theo cũng là một chiếc đầm nha. Một chiếc đầm có màu cam cháy rất là sáng da luôn á. Siêu sáng da. Cái váy này thì mình thấy nó kiểu form dáng nó ok nha mọi người. Chất liệu vải cũng là vải linen. Nhưng mà điểm cộng là chiếc váy này nó may cái kiểu mà xếp tầng xếp lớp như thế này á, cho nên là linen cũng thuộc gọi là hai lớp. Và cái đầm này á thì cái form dáng của nó kiểu nhỏ nhắn xinh xắn á mọi người. Và ở đằng trước ngực thì nó sẽ thắt cái nơ như thế này, và nó hở ngực nha. Ngoài ra ở đây có hai cái tay thì mình thấy mặc việc vào ok nè. Đến cái này thì mình thấy đường may rất là ok nha mọi người, không có kiểu bị chỉ thừa gì đâu. Và chất liệu vải cũng đẹp nữa. Cha heo. Ở đây lại là một chiếc váy nữa. Và
Congratulations là cái váy này nó không phải là chất liệu linen nha mọi người, nó là chất liệu cotton. Và mình rất là thích cái chất liệu này. Chất liệu cotton mà nó hơi xô một xíu giống như cái áo sơ mi á, thì mình rất là thích chất này, mặc rất là mát và ngoài ra còn ít nhăn nữa. Và chiếc váy này thì mình mua toàn những cái váy mà nó có form đơn giản á mọi người. Đây là một cái váy dây và đằng trước ngực á thì nó sẽ đắp chéo ngực như thế này, thì nó sẽ tạo cảm giác là mình ốm hơn, mình gầy hơn. Ở ngay eo thì nó sẽ thắt chéo giống như một cái kimono vậy á. Đó, khá là xinh nha. Và màu sắc thì mình thấy nó rất là mùa hè và lễ nha. Và những cái họa tiết mà nó sọc như thế này á thì đảm bảo lên người của mình nhìn trông rất là ốm luôn. Cho nên là nếu bạn nào có thân hình mẩm mỉm thì nên để ý những cái chất liệu với lại cái màu sắc và cái họa tiết nó sọc như thế này thì nhìn trông mình nó sẽ gầy hơn nhiều nha. Tiếp theo lại quay về chất liệu vải linen nữa rồi. Thì ở đây mình có hai item là một set á. Thì đầu tiên ở đây mình có một chiếc quần trước đi. Đây là một chiếc quần kiểu lưng cao nha mọi người. Lưng rất là cao luôn và phần eo đẹp nha. Phần eo á, cái đai thun không có bị quá cứng. Bình thường thì mình mua quần mà kiểu quần lưng thun mình rất là sợ. Sợ hơn cả những cái quần mà đóng khuy á. Tại vì quần lưng thun á, nếu mà gặp những cái thun cứng á, mặt nó rất là chật, nó rất là khó chịu và nó tức cái ruột của mình á. Cho nên là khi mà cầm những chiếc quần mà nó có cái đai thun mềm như thế này thì mình rất là thích luôn. Và mình nghĩ cái form quần này mặc lên đẹp nha. Và ở trong cái set này thì nó có một cái áo crop top thì nó hơi hở một xíu, là bởi vì nó có cái kiểu là nó sẽ cột trước ngực như thế này. Cho nên là nếu mà bạn nào mà có bụng hơi to thì mình nghĩ là nên tránh cái kiểu này ra nha. Còn nếu mà bạn nào mà bụng muối thì báo đẹp rồi. Và đối với cái set này thì nó có cái phần ống tay rộng và dài như thế này, sẽ che cái phần bắp tay rất là hợp với mình. Và cái màu sắc xanh lá thì nó rất là trend trong năm nay, cho nên là mình không thể nào bỏ qua được màu này rồi. Nói chung là mình thấy cái bộ này ok lắm nha mọi người. Phải nói thì là cái lúc mà mình mua đồ da full đó mọi người, mình có một mong ước là mình có một body đẹp hơn, một body chuẩn model để mà mình kiểu gom một đống đồ cho da full về á. Tại vì ở trên đó những cái quần áo mà kiểu crop top với lại ôm body nó rất là xinh luôn á, nó đúng kiểu Âu Mỹ luôn á. Rất là đẹp nhưng mà rất là tiếc là mình không có một body hoàn hảo, nên là mình cũng phải cố gắng lựa những mẫu mà nó che khuyết điểm một xíu. Và ở đây thì mình có một chiếc váy dài rất là đơn giản, họa tiết hoa nhí, có form chữ A như thế này. Đằng trước thì nó sẽ cúp ngực một xíu nha. Đối với cái váy này thì đã thoát khỏi chất liệu vải linen rồi, và nó là một chất liệu vải cotton, nhưng mà hơi mỏng nha mọi người. Hơi mỏng một chút, nhưng mà mình nghĩ đối với những cái form chữ A như thế này thì mặc mỏng một xíu cũng không sao. Và đối với bạn nào mà có phần bắp tay hơi to thì mình nghĩ là đối với những cái váy dây như thế này thì mọi người có thể khoác những cái sơ mi ở ngoài, hoặc là khoác mấy cái cardigan mỏng ở ngoài cũng khá là xinh. Next step. Gần hết rồi mọi người. Video này cũng khá là ngắn nha, tại vì nếu dài nữa thì mình hết lúa rồi đó mọi người. Ok, ở đây mình có một cái set tie-dye. Tie-dye là cái kiểu mà loang loang màu á. Thì đầu tiên ở trong cái set này mình sẽ có một chiếc hoodie crop top, khá là xinh nha mọi người. Và cái kiểu của nó mình thấy rất ok luôn á, cái kiểu dáng set thể thao dài gần đây mình rất là thích, giống như cái set mình đang mặc á thì mình rất là thích những cái set thể thao như thế này. Và đối với cái set này thì mình thấy chất liệu vải ok này. Rồi ở đằng trong nó là một cái chất liệu vải kiểu da cá, nỉ da cá thì khá là đẹp. Ở đằng trong nó có lót kiểu mát mát mịn mịn á, không có kiểu bị nóng đâu. Nhưng mà cái lớp ở ngoài mình rờ vào cảm giác nếu mà mình giặt nhiều quá thì mình nghĩ nó sẽ bị xù lông. Ngoài ra trong set thì đương nhiên sẽ có một cái quần lưng thun khá là mềm mại. Nhưng mà cái quần này là mình hơi đắn đo một xíu, là phần đáy hình như nó hơi quá dài so với là một cái quần. Và cái phần line hình như hơi to. Cái này là không biết mình mặc lên sẽ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ đối với cái quần này sẽ phù hợp nhất đối với những bạn mà có vòng ba to và đùi to một xíu, giống như những bạn mà sporty, dáng sporty Âu Mỹ á, thì mặc sẽ đẹp hơn. Đến với bình đồ cuối cùng nào, ở đây cũng là một set nha mọi người. Một set có màu xanh biển, chất liệu vải của nó là chất kiểu như len tâm, len đan mà đan khá là thưa. Nói chung là chất liệu vải khá là mát mịn luôn. Cái áo hơi sexy nha, vẫn là cái kiểu xoắn ngực và che ngực như thế này. Hơi sexy một xíu nhưng mà khá là xinh. Và cái màu xanh nước biển này nó cũng rất là đẹp nữa. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì cái màu này nó sẽ kén da một chút nha.
Đối với những bạn mà có nước da kiểu hơi ngả ấm vàng như mình thì mình nghĩ lên màu nó sẽ làm da mình hơi ngâm một xíu. Nếu mà bạn nào mà thích kiểu khỏe khoắn á thì cũng rất là xinh. Tại vì mình thấy màu ảnh mặc lên á là toàn kiểu hơi rám rám một xíu, mặc lên cũng khá là đẹp nha. Cuối cùng trong cái set này là một chiếc quần. Và đối với cái set này thì mình nghĩ bạn nào mà hay đi bơi được các kiểu á thì mặc sẽ xinh. Còn nếu mà đi chơi hàng ngày á thì sẽ hơi khó mặc một xíu. Thì chắc là mình sẽ mặc cái set này ở nhà luôn cũng được. Ok, và thế là đã xong chuyên mục unboxing của ngày hôm nay. Mong là mọi người không chê ít. Mình có cảm giác là những cái video unboxing của mình á nó sẽ rất là hay nếu mà mình có thiệt là nhiều đồ để mà khui với mọi người á. Cho nên là bạn nào mà thích cái chuyên mục unboxing này của mình thì có thể yêu cầu mình unboxing bất kỳ món gì ở bên dưới để cho mình có hứng mua đồ hơn nha. Quên nữa, nếu là bạn nào mà thích những cái bộ outfit của ngày hôm nay thì có thể truy cập vào cái trang web mình để ở dưới description nha. Và ngoài ra đừng quên là mình có cái mã code giảm giá cho mọi người nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé. Bye.